À, xin kính chào quý vị. À, chào mừng quý vị đến với kênh Hải Cao Minh. À, mời quý vị tham quan một vòng trái đất và sẽ đến một nơi rất là đặc biệt. Quý vị đoán ở đâu? Đó là xã đảo Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Một cái xã nằm giữa cái vùng rừng ngập mặn, hay còn gọi là rừng đước, rừng sác, cách Sài Gòn khoảng 40 km. Và hiện nay đường đến đây đã được trải nhựa đầy đủ, và sau khi các dự án xung quanh Cần Giờ được triển khai hoàn thành thì nhà cửa đất đai ở Lý Nhơn đang hot vậy. Và vì sao vùng đất này đang hot? Tại vì nó nằm ở vị trí đắc địa, giáp Long An, Tiền Giang, Vũng Tàu, Đồng Nai, và đặc biệt là giáp với cửa biển Vịnh Gành Ráy. Cần Giờ để gì? Và đây là vùng đất nó nằm trên cái vùng trũng nhận bồi lắng phù sa qua hàng ngàn năm của hệ thống sông Đồng Nai ở Biên Hòa đổ xuống vậy, rồi hệ thống sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Đông từ vùng Tây Ninh, Vàm Cỏ Tây vùng Campuchia đổ về, và nó tạo ra cái vùng phù sa. Và bây giờ có khoảng 300.000 hectare rừng ngập mặn hay gọi là rừng đước xanh này vậy. Và hiện nay cũng đã có phà đi từ thị trấn Cần Giờ, Cần Thạnh đi qua Vũng Tàu có nửa tiếng đồng hồ vậy. Và như vậy nằm giữa cái vùng tam giác công nghiệp Sài Gòn, Bình Dương, Biên Hòa, Bà Rịa, Vũng Tàu, thì đây là vùng đất hứa hẹn tiềm năng đô thị phát triển. Và quý vị xem đoạn clip nói về Cần Giờ. Đó, nếu quý vị quan tâm về nhà cửa, khu ở mà gần với lại nông thôn, miền quê Nam Bộ, thì Lý Nhơn có giá rất mềm, khoảng 1 triệu 3 một mét vuông, tức là khoảng 50 đô la ấy. À, quý vị chỉ cần có 5.000 đô là có được 100 mét vuông, có thể xây nhà cấp 4 để hưởng cái không khí giữa rừng ngập mặn miền quê, cách Sài Gòn khoảng 1 tiếng lái xe thôi. Và mình sẽ có được cái căn nhà lý tưởng miền quê cấp 4 vậy, thêm khoảng 2-3.000 đô nữa là mình có được căn nhà như thế này. Và có những cái cuộc sống ở miền thôn dã, như là đi
bắt ốc mò cua mò còng ở trong rừng ngập mặn ấy vậy. Rồi mình đi chợ miền quê Lý Nhân, rồi mình sống lại với thời Sài Gòn 300 năm lịch sử vậy, ngày Sài Gòn ngày xưa đó, để mình nhớ lại những kỷ niệm hồi nhỏ mình sống ở vùng Nam Bộ. Rồi sau đó về nhà là mình có cái bếp chân giả đó, nấu bằng củi vậy, để mình nấu những món ăn đặc sản đúng chất Nam Bộ. Đó là món hoặc là cá kho tộ vậy, hoặc là mình nấu món lẩu với những loại rau đặc biệt của vùng Nam Bộ đó, để mình sống lại với kỷ niệm xưa đạm bạc không bon chen, không lo lắng ồn ào náo nhiệt, và hưởng cái không khí an nhàn đó. Một khoảng 8.000 đô thôi vậy, quý vị có thể biến giấc mơ của mình thành sự thật. Rồi, để dành tiền cho quý vị nha. Rồi, xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị tiếp theo. Rất là